em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhá. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ông Vân. Xin chào anh trai bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Uyên. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang làm giảng viên đào tạo thẩm mỹ. Em là một chuyên gia tư vấn làm đẹp khuôn mặt theo xu hướng phong thủy và nhân tướng học. Em hiện tại đang có một cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội. Ủa, có nghĩa là em làm việc ở Hà Nội hay là ở đây? Khi đăng ký chương trình này thì các bạn học viên cho em đăng ký ở đây vì em mở một cái trung tâm đào tạo ở đây. Ở đây. Nhưng mà cái thời gian dịch vừa rồi thì cái cửa hàng ở ngoài kia cũng có cái sự xáo trộn và trong này cũng có một chút, thì em vừa mới chuyển dồn hết về Hà Nội. Có nghĩa là bây giờ là em đang ở ngoài Hà Nội đúng không? Bây giờ em đang ở Hà Nội. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả. Em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Phúc Thọ. Năm nay em hơn 40 tuổi ạ. Em đang là nhân viên lái xe cho công ty ạ. Lái xe tải hay xe? Dạ, con là lái rồi. Xe con ạ. Lái xe con. Dạ. Hiện giờ thì đang làm việc ở quận Nhất ạ. Coi như là một người thành phố Hồ Chí Minh, một người tuốt Hà Nội đó. Nhưng mà vì công việc thì bạn Hà Nội cũng có thể đi và ra đi vào thành phố Hồ Chí Minh, mà lái xe thì cũng có thể đi ra Hà Nội. Dạ. Không sao cả. Vấn đề là tình yêu đủ thăng hoa thì mình đi tới đâu cũng là vấn đề. Họ cho bên đàn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em thì em chạy xe thì hơi nhanh, nhưng mà em dạo này thì cũng bớt nhanh rồi ạ. Nhanh thì có an toàn không? Dạ, cũng an toàn ạ. Nhanh thì cái cao tốc là phải nhanh rồi. Dạ. Nhưng phải an toàn. Thứ bảy, chủ nhật thì em cũng nướng lắm ạ. Khuyết điểm gì nữa không? Dạ, khi cũng hay nóng tính chút xíu ạ. Còn gì nữa? Hết rồi anh ạ. Ừ, như đó cũng là mệt rồi đó. Còn ưu điểm là biết nấu ăn, phụ giúp công việc nhà này kia. Rồi. Đó, vậy là ok rồi đó. Rồi bây giờ còn mình nè, mình nói cái điểm mạnh điểm yếu của bên nhà mình nè. Em thì là một người cũng lành tính thôi, biết yêu thương, quý trọng người già, yêu trẻ em. Và em hòa đồng, em cũng là một người nhanh, nhạy bén trong công việc, em yêu công việc. Còn điểm yếu của em thì chắc là em có một chút cái tôi, mọi người có cảm giác là em hơi khó tính một chút. Rồi em có mấy mối tình rồi? Em là ly hôn. Sau khi ly hôn thì em dồn toàn tâm toàn ý để chăm sóc hai chồng nhỏ. Em có hai con gái. Lớn rồi. Là bao nhiêu rồi em? Cháu lớn là 14 tuổi và cháu nhỏ là 8 tuổi. Còn bạn trai, đường tình duyên thế nào? Dạ, em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là thời học sinh. Mối tình kế còn tiếp. Mối tình thứ hai thì cũng được hơn 2 năm. Sau đó thì có cái việc nó không được may mắn nên em chia tay rồi. Và có một con trai. Có nghĩa là em cũng đã có con rồi. Dạ, đã ly hôn rồi. Ồ, có nghĩa là như vậy là em cũng đã một em đã có một rồi, lần dạ, lỡ chuyến đò chứ đâu phải là một lần. Con của em là đang ở với ai? Dạ, con của em bây giờ thì đang ở bên bà ngoại. Bao nhiêu tuổi rồi? Bên mẹ phải không? Dạ, 14 tuổi ạ. Rồi hiện nay em ở với ai? Dạ, hiện giờ thì em đang ở quận 9, có một mình em thôi. Em ở nhà riêng hay là? Dạ, nhà riêng. Em đi dị vợ em bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm, lâu rồi ha. Lâu rồi. Rồi 10 năm qua thì đi làm thôi. Dạ thì cũng đi làm mà cũng có ý định làm quen, nhưng mà do cái duyên không có nên cũng chưa có tìm được người. Có rơi vào đâu đó nữa không? Không có anh ạ. Hỏi cho kỹ bởi vì cái này nó hết sức là quan trọng ha. Dạ. Mình làm mai làm mối phải biết cho nó kỹ chứ không nó tội nghiệp người ta. Dạ. Nói chung là hai người đều lỡ chuyến đò. Lỡ một chuyến đò ha. Nhưng... thì bây giờ là chị muốn hỏi em là một cái nửa còn lại của em lần thứ nhì này thì em muốn cái người phụ nữ đó phải như thế nào? Dạ, em muốn một người phụ nữ sống chân thật, quan tâm đến gia đình này kia và biết nấu ăn. Em có quan trọng về ngoại hình không? Ngoại hình thì em nghĩ giống như kiểu Như Phúc hay là Thanh Trúc là được. Như Phúc, Thanh Trúc, coi Như Phúc, Như Trúc gì hay là gì đây? Đây, xin mời ông giao lưu với nhà gái chúng tôi. Dạ, gái. Nhìn về có ai nghĩ 35 tuổi không trời? Xinh rồi nha.
xinh mà trẻ trung. Anh nói ở đây như Phúc cũng là em út anh thôi, nhưng bạn này cũng nét giống giống vậy đó, mà cũng mặt gương mặt cũng xinh đó. Em muốn một người mẫu người đàn ông lý tưởng thế nào? Em muốn một người đàn ông trước tiên là phải biết hiếu thảo với cha mẹ, rồi gia đình là quan trọng nhất, vợ con. Người đàn ông không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không nói nhiều. Ngoại hình thì sao em? Em nghĩ rằng là một người mà đàn ông mà để em có cảm tình thì người đó có cái sự phúc hậu, sự nói chung là đàng hoàng, tử tế là em thích rồi. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ em đi với ai? Em đi với hai chị gái của em và một em trai đồng nghiệp ạ. Rồi, xin mời đại diện nhà gái. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào Dương Vân ạ. Chào, chào nhà trai ạ. Em chào tất cả khán giả ạ. Em là Tuấn, là đồng nghiệp, cũng là em trai của chị Uyên ạ. Chị Uyên thì là một người khá là nhanh nhẹn. Chỉ có điều là bởi vì là người phụ nữ kiểu từng đổ vỡ đấy ạ. Nên là chị ấy khá là mạnh mẽ và khó tin tưởng đàn ông thôi. Và em thấy anh Thọ ở đây thì là một người khá là hiền lành. Nếu mà anh ấy có thể chịu được việc là ra Hà Nội để làm việc và để chăm sóc cho chị Uyên thì em thấy là hoàn toàn có thể ok ạ. Cảm ơn Kinh. Họ đi với ai? Dạ, em đi với cô ruột và chị làm chung công ty. À, mời nhà trai nào. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Tôi là cô của Thọ. Tôi không khen cháu của tôi, nhưng mà tôi biết là cái bản chất tuy rằng nóng tính, nhưng mà khi con nghe nói Thọ nói nóng tính thì con đừng sợ là sẽ đánh đập hay là gì, không có. Thì cô thấy qua cái sự giới thiệu của con thì cô cũng thấy là một người phụ nữ rất tốt. Thì bây giờ thì có thể là một cái chuyện hôn nhân là cái chuyện lâu dài, tại vì hai con đã từng có những sự đổ vỡ rồi. Thì bây giờ đây cũng là một cái cơ hội để hai con gặp nhau. Nếu có tiến tới hôn nhân và sống chung với nhau thì cái điều là rất tốt. Thì mỗi người trong cuộc sống này ai cũng có những cái khuyết điểm riêng. Thì nếu mà thực sự yêu thương và tha thứ cho nhau thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp nhất. Và cô mong ước những điều đó cho hai đứa như vậy. Yeah, xin cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Yeah, cảm ơn cô. Cô rất tuyệt vời những cái lời chia sẻ từ quá, hai bên gia đình đó. Bây giờ mình mở rào, mở cho rào hai đi, bạn mở rào đi nha. Đó. Mở thấy rào. Cái cảm xúc đầu tiên nha. Bắt đầu đi Thọ. Anh chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh tặng cho em đôi giày. Có dạ em không? Em rất thích, nhưng mà anh mua size bao nhiêu đấy ạ? Cho anh không nói số đi, em cứ thử nói. Em ngồi xuống đi, thử mang thế nào. Giống nó vừa dày là duyên tử số mà đó nha. Giày cô Tắm á, cũng cái mũi nhọn giống kiểu quỷu của em thích nè, đã thấy chưa? Dạ. Chắc là. Trời ơi, vừa in luôn. Vừa không. Có nghĩa là vừa mà không có không xê xịt một miếng nào luôn á Linh. Mang luôn đôi mang mới luôn. Luôn. Đây là mình ảnh đẹp đấy. Đây là một kỷ niệm đẹp đấy. Dạ anh ơi, em rất là thích đôi giày này. Nó không những khá vừa chân em mà cái màu rất nhã nhặn, hợp với cái tính cách của em á. Mang lại luôn đi, mang luôn cho đủ được cặp má. Đi em. Đó, bỏ đôi cũ vô hộp đi, đóng lại. Đôi cũ đem cất vào bên trong. Đúng rồi. Mình thay đổi cuộc đời đi. Đúng thay rồi, đổi mọi thứ cho lại. Nó đẹp. Em có bối rối, không cần phải bối rối gì cả. Chuyện mang giày để anh lo đi. Rồi. Có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Em đeo ngay bây giờ, ngay và liền luôn. Em có một chút quà tặng anh. Đây là cái cà vạt. Biết đâu đôi giày ấy và cà vạt ấy mình sẽ mang và đeo đúng cái ngày nào ấy. Anh em... có thích màu này không? Màu này đẹp. Dạ. Nếu sau này mà em và anh mà có duyên thì em sẽ cố gắng học thắt cà vạt và em sẽ thắt cho anh mỗi buổi sáng. Trời. Rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau đi. Em muốn hỏi là anh có cái suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ đã từng đổ vỡ, hay nói đúng hơn là đã từng trải qua một lần hôn nhân như em? Anh thì anh thấy em người rất là dễ thương. Còn chuyện đổ vỡ thì đối với anh thì nó cũng không quan trọng, tại vì mình đến với nhau là mình chân thật, mình chăm sóc cho nhau.
nếu như sau này mà mình đến với nhau thì con riêng hay con chung gì thì mình cũng quan tâm, chăm sóc và nuôi dạy cho lớn lên người tốt cho giúp cho xã hội. Yeah. Nhẽ ra là em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng qua cái đợt dịch vừa rồi thì cái công việc của em nó thu hẹp lại, thì em dồn về cái cơ sở ở Hà Nội. Đó, thì hiện tại là em đang sống ở Hà Nội, thì em không biết rằng là cái khoảng cách địa lý như vậy thì anh cảm thấy rằng là mình có muốn tiến tới một cái mối quan hệ mà bạn gái của mình ở quá xa như vậy không? Thì nếu được thì anh sẽ mua vé máy bay đi ra, và nếu như sau này mà em cảm thấy hợp thì mình sẽ chuyển về thành phố làm việc. Trong trường hợp mà em công việc của em ở Hà Nội mà em vẫn muốn giữ cái công việc ở Hà Nội và em muốn sống ở Hà Nội thì anh suy nghĩ như thế nào? Thì anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ra ngoài đó. Nghĩa là sẽ đi lại lại giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Anh có nghĩ rằng như vậy thì cái cuộc sống gia đình nó có được như anh mong đợi không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp. Một ý của anh hỏi là anh có thể ở ngoài đó luôn được hay không đó. Dạ. Dạ, cái này thì để cho em thêm thời gian để em sắp xếp công việc. Nếu như nó hợp lý thì anh sẽ ra ngoài Hà Nội luôn. Đó. Mình có rung động gì với cô gái này chưa? Em có rung động. Có rung động. Bây giờ em cứ bước tới nắm tay cô gái ấy. Đấy. Để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy. Em muốn nói gì với cô ấy ngay bây giờ? Từ tận đáy lòng của mình, từ tận con tim của mình. Anh có một bài hát muốn tặng cho em. Anh dạ, em cảm ơn anh. Bằng lòng đi em, anh về quê đưa má lên liền. Mẹ cha lên hỏi rước dâu bằng xe bốn bánh. Áo cưới hình đôi bồ câu, hai đứa mình cùng mái tâm tình. Nè bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền. Trời ơi, là đó, đàn ông Nam Bộ là người ta vậy đó em. Ta có làm sao, ta nói vậy chứ ta không có giấu giếm em ơi. Em có năng khiếu một chút về âm nhạc. Em có thể hát cải lương, có thể hát chèo, có thể hát quan họ, nhạc vàng các thứ. Anh thích nghe thể loại nhạc nào? Nhạc vàng anh nghe được, quan họ anh nghe được, cải lương anh cũng nghe được, không sao cả. Dạ anh muốn cải lương. Thì em cứ hát thì anh sẽ nghe thôi. Hát hết luôn ba loại, thể loại. Cải lương thì thường là em thích, trước ấy, em thích nghe Mạnh Quỳnh với cả Phi Nhung hát những cái bài tân cổ. Em hát một đoạn thôi, nhưng mà thực ra là mình cái nội dung của bài hát anh đừng ứng vào trong cái trường hợp của chúng ta nhá. Thì nó hơi buồn. Em trả cho anh những chồng thư cũ, là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứa. Tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên, xin trả lại cho người. Hay quá! Chẳng ai đau xót ngậm ngùi, lưu giữ làm chi những tờ thư cũ, vì em sợ rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung, sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ. Đã chia phối mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Cảm ơn anh nhiều. Hay vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đủ để cảm nhận xem mình có bấm chiếc nút đó hay không. Cả hai để tay vào nút bấm. Hãy làm theo cảm xúc của mình. Các bạn đủ lớn để có thể cảm nhận tất cả điều đó. Nào. Nào, bây giờ bắt đầu nha. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do. Cho em nắm tay anh.
Thực ra anh là một người đàn ông rất là tốt. Nếu như mà bất cứ một người phụ nữ nào mà lấy được một người chồng như anh. Tuy nhiên có một cái lý do để em không bấm nút, đó là khoảng cách của chúng ta quá xa. Lỗi là do em, bởi vì là trước là em làm việc ở trong này và em đã xác định là em sẽ vào trong này sinh sống. Thế nhưng mà cái điều kiện, cái lý do khách quan là do dịch Covid ạ. Thì em, cái công việc của em thay đổi, em phải chuyển ra ngoài. Thì cái lý do em không bấm nút không phải là em chê anh bất cứ một lý do gì cả. Anh rất là tốt. Em chỉ lo lắng rằng là với cái tầm tuổi như chúng ta rồi, còn con, còn cái, còn công việc mà nó không có một cái gì chắc chắn, một cái gì đó mà mang lại cái tương lai cho cả hai, thì nó sẽ làm lỡ cơ hội cho cả anh và em. Em chúc anh hạnh phúc. Vậy thì em cũng cảm ơn em. Thì em cũng hy vọng rằng sau chương trình này em sẽ tìm một người phù hợp để yêu thương em và chăm sóc cho em và con em. Em cảm ơn anh nhiều. Chị thấy rất văn minh. Thấy là hai bạn nên giữ liên lạc với nhau. Thực ra là bây giờ cứ đồng hành với nhau như là bạn bè đó, chia sẻ với nhau là chị thấy rất là tốt luôn. Đúng ra nếu anh là Như Thọ, anh sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Anh sẽ ra Hà Nội, anh nói thẳng luôn. Tại vì em cũng không có dứt khoát lắm, làm cho cô ấy có một vài cái điều suy nghĩ về khoảng cách. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm mà mình có được trong ngày hôm nay để chúng ta có một hành trang đẹp trên con đường mình đi, và biết đâu hạnh phúc sẽ sớm đến một ngày nào đó với hai bạn nha. Ủa, nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nãy giờ em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ gọn đấy. Được. Phong độ lắm à. Phong độ. Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không, lại có nhiều. Bây giờ hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Để nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, năm nay 30. Hiện đang làm freelance về thiết kế và làm bartender. Quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Điệp, 27 tuổi. Công việc của em thì em chạy xe được 7 chỗ chị. Bạn quê ở đâu? Dạ, ở đây luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn luôn. Dạ, dạ. Nhưng mà bên đó 27 tuổi, bên đây 30, cách nhau 3 tuổi có vấn đề gì không? Dạ, nói chung thì tuổi tác em không quan trọng nữa chị ơi. Em quan trọng là tính cách thôi à. Ừ. Nếu phù hợp với nhau là được đó chị. Tính cách sao là phù hợp? Dạ, nói chung thì vui vẻ, hòa đồng là được. Cái này dễ rồi. Dạ. Còn gì mà đặc biệt nữa không? Dạ, nói chung thì biết quan tâm chia sẻ là được, biết lo lắng cho gia đình là được. Cũng đơn giản quá này, dạ. Phụ nữ là phải quan tâm chia sẻ rồi. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Em thì dễ lắm, sao? Sao cũng được chứ. Cái gì cũng dễ hết vậy? Rồi, để bạn nữ giới thiệu một chút, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì cũng là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Điểm yếu của mình là gì? Là rất là sợ con trai. Ủa sao vậy? Sao sợ con trai? Không biết, thấy con trai tới tấn công là sợ. Bây giờ hết sợ chưa? Hết rồi. Mình có mối tình nào chưa? Dạ, thì cũng có quen một mối tình, cũng được 5 năm. Quen 5 năm mà sao chia tay vậy bạn? Do em lo về sự nghiệp nhiều hơn, cũng vì lý do đó mà chia tay. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình thôi. Nói chung cái 2 mối tình em cũng sâu đậm lắm. Nhưng mà em biết sao em quen xong người ta chia tay em rồi. Không lý do gì trơn hả? Không. Kỳ vậy? Tự nhiên bỏ trốn mất hả? Dạ, nói chung đơn giản thì em quen tìm hiểu xong đó rồi em đề cập tới cái chuyện mà cưới xin cái người ta né cái họ ta đi luôn rồi. Bây giờ chị hỏi nè. Ngại đó. Em có cái tật xấu hay cái gì không mà ta chia tay không lời giải thích vậy? Không, nói chung em tốt lắm chị ơi. Em quen bạn gái em chiều chuộng tốt lắm, em biết sao nữa. Có mặn nồng gì lắm chưa? Em thương thật lòng mà. Em yêu người ta hết lòng luôn mà người ta yêu em hết hồn luôn. Đến giờ em... Xui quá. Vậy ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Hơi... không biết ăn thôi chị ơi. Chứ ngoài ra cái gì em cũng được lắm. Được đâu, kể một thứ vài thứ được coi. Nhiều quá vậy không biết. Ví dụ đi, kể một vài thứ nào được cơ. Thì nói chung thì em dẫn bạn gái đi ăn uống giờ em coi ăn nhà chơi. Ăn uống bình thường, không ăn ăn, không lên để ta đói. Giờ em dẫn bạn gái đi shopping, đi mua sắm này nọ. Có không? Dạ nữa. Nói chung em sẽ làm sao để tạo cho bạn gái được niềm vui. Có bao giờ tạo sự lãng mạn cho bạn gái chưa? Dạ cũng có, chứ mà cũng ít, chứ không lãng mạn nhiều lắm. Không, đó nhiều khi không lãng mạn. Lần nào lãng mạn nhất với bạn gái? Như ngày tình nhân nè. À, làm gì? Dạ nói chung thì em mua hoa tới giờ dẫn đi ăn đi uống. Mua hoa gì? Dạ hồng. Mua mấy bông? 99 bông. Trời.
Dạ. Chín chín bông luôn hả? Dạ. Đi uống rượu không? Dạ chờ chị. Đi uống rượu không? Em tài xế thì em không uống cái đó chị. Ồ, nghe cái giọng khác với cái người quá ha. Nói vậy em hình dung nghe cái tiếng ngữ là một cái người nó hơi nhỏ, gọn đấy. Được. Phong độ lắm phong độ, à. Phong độ. Dạ. Thì em thích cái người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn là xíu là được. Ừ. Có... em chuẩn có gì trơn á, em cần gì. Chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Dạ nói chung thì cái đó thì phải có chị, chuẩn bị hết trơn rồi chị. Nói chung giờ chỉ thiếu cô dâu thôi. Em chuẩn bị hay là mẹ em chuẩn bị? Dạ mẹ chuẩn bị. Nói chung ra trong đó cũng tất phần của em nữa. Hai mẹ con đều chuẩn bị hết rồi. Bữa nay đi mẹ có dặn gì không? Thì nói chung thì mẹ dặn lên nói chuyện sao cho phụ nữ tin tưởng là được. Ủa chứ bình thường phụ nữ không có tin em à? Không là có nhiều. Em không biết sao em quen hai cô rồi sao em hiểu. Em quen thì em chăm sóc kỹ lắm, em cũng lo lắng lắm mà sao. Ông đôi lúc kỹ lắm người ta cũng cảm thấy nó bình thường. Em cà giật cho chị. Phụ nữ thích cà giật, đàn ông cà giật vậy đó. Sao được không? Hey. Được lắm nha. Coi bên đàn gái thế nào nha. Rất là ổn á. Chào em. Chào anh. Bên đó nói em cảm thấy anh nói như thế nào? Nghe giọng thì em nghĩ chắc là người hơi nhỏ. Anh nắm ba người như em còn được đó. Tài xế gì là đào hoa lắm đó. Đào hoa hả? Đi trên đường gặp biết bao nhiêu người khách. Rồi sao gặp khách là sao? Em đâu biết được đâu chuyện gì xảy ra. Gặp khách là đi khách. Tôi cái này tôi về giải quan cho tài xế nè. Cũng phải có người này người kia thôi chứ đâu phải tài xế nào cũng vậy. Cả ngàn cả triệu tài xế cũng vợ con chung thủy từ đầu tới cuối đâu có sao đâu. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ, em rất là romantic. Anh bên này anh hơi khô khan chút xíu. Anh nghĩ rằng đó là một trong lý do mà hai người tình trước đã ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi không một lời giải thích. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có. Rồi cho chị gặp người thân của bạn nữ. Thưa em, em Quyền Linh và Cát Tường, như cô thấy thì mỗi người làm chồng rồi như con được thứ nhất là sức khỏe. Dạ. Là cô thấy được nè, mà thấy cũng hiền nữa, thật tình nữa. Con cứ cho bạn một cơ hội đi, rồi nếu mà sau này ra ngoài cố gắng tìm hiểu được thì tốt, mà không được thì thôi, chứ đừng có đằng này mà không bấm là tội nghiệp. Cầu đồ lắm chứ không phải nhỏ nhỏ như Kiều Tiên nói đâu. Cả ngày nãy cô bỏ cô đi theo con đó mà bỏ phí lắm. Bấm rồi xong rồi về mình tìm hiểu chứ. Dạ, đâu phải mà mình thấy mình được liền đâu. Đó, còn con cũng dạy nghe con nha, nhớ bấm nha. Nhưng mà cô ơi, rủ tao không thích, tao không bấm rồi sao? Không, con phải bấm. Tại vì cô nói là cháu cô là nói chung là rất là thật thà, tình cảm mà coi như là giải cho mà nhìn như ngoài trẻ lắm. Con 30 tuổi em bảo đảm nhỏ hơn con. Con nhất trí với cô. Nhưng mà ở ngoài mà cô nói là nếu mà làm vợ, làm mẹ, làm dâu là cháu cô là số 1. Số 1. Ok, cô nói thiệt, cô dám nói. Thôi cô, nhưng mà thí dụ như cái duyên thì người ta thấy không có hợp nha, tao không bấm sao? Con cứ bấm. con cứ bấm cho cô, rồi sau này con mới thấy là cô lời nói của cô là đúng. Chính xác. Ví dụ là hôm nay anh này không bấm sao? Không bấm là cô la đó. Rồi bạn trai, sao bạn trai hôm nay có đi với ai không nè? Dạ em đi với mẹ với là em gái em. Dạ, à, cô thấy mình là gái dữ dội. Chào cô. Dạ cô cho con dạy lời phát biểu. Cô xác định bé này cũng dễ thương, con yên trí đi. Điệp rất là ngoan, chứ không có lăng nhăng mấy cái chuyện đó. Tại vì Điệp chạy xe ổn định là một chỗ một công ty, nên là có khách thì đón khách về đi, thì đón khách về thôi, chứ không có chạy đi đâu hết cả. Nên con yên trí cái chỗ đó. Có hai đứa thì cho một cái cơ hội đi, để tụi con ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn. Bây giờ trong này là giống như tóm tắt thôi. Đấy. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ hai bên tìm hiểu nhau đi, nhìn nhau coi có cảm giác gì. Nhớ bấm tu la nha. Kéo màn. Bắt đầu. Thấy cái giọng nói với cái tướng khác nhau thấy không? Anh nói lần nữa đi gặp em mình. Dạ. Có ma lúng đồng tiền. Nói chung thì nhìn em rất là đẹp, dễ thương, thì có nụ cười dễ thương. Em thấy anh như thế nào? Hồi nãy thì qua bức màn thì không thấy, nhưng mà thật là bất ngờ khi nghe giọng nói với lại con người hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay nói chung thì thời gian thì không có nhiều, nói chung thì mình cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu nhau. Nếu mà mình đến được với nhau á, thật sự anh sẽ là bờ vai vững chắc, anh sẽ lo cho em suốt đời, anh sẽ che chở cho em. Tại vì nói chung thì anh thì rất là gọi là thích chiều chuộng bạn gái, thích lo lắng cho bạn gái. Em sẽ làm một buổi gặp mặt đầu tiên
nó lãng mạn thế nào, tả cho bạn ấy nghe cho nó sướt mướt chút xíu coi, mình thử tưởng tượng trong đầu coi. Bắt đầu. Em thì cái sự lãng mạn thì em không có nhiều, em thì không tạo ra được cái sự lãng mạn. Bây giờ tạo ra nè, gặp ở đâu, theo em chỗ nào lãng mạn nhất? Em thì em thích ở bên Phú Mỹ Hưng có cái cầu ánh sao á, cái chỗ đó rất là đẹp. Rồi sao nữa, tới cầu ánh sao làm gì? Dẫn bạn gái đi cái tham quan, mình tâm sự ăn uống cái gì đó, nó rất là vui, em thích là như vậy. Tạo ra cái không khí lãng mạn nữa, dẫn cổ qua bển chờ lúc mưa xuống ha. Cái đó để cho tài về em sẽ tự kế thêm vô cho nên... Dạ chưa suy nghĩ ra được cái gì hết trơn. À, hiện tại anh sống ở đâu? Năm quận 9, em ở đâu lận? Em ở quận Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh cũng gần mà. Anh dành thời gian cho em như thế nào? À thì một tuần thì chỉ có ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì 7 giờ anh sẽ có rảnh rỗi được. Tại vì công ty đó 6 giờ rưỡi mới được phép về. Mình chỉ tăng ca một tuần á, tăng ca đến ngày thứ 7 với ngày Chủ nhật thôi. Cho nên cái ngày Chủ nhật với ngày thứ 7 là mình sẽ không đi chơi được. Thì ông nói ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 ngày nào cũng được. Ai về nói 2, 3, 4, 5, 6 kẹt thứ 7, nhật tăng ca. Tại vì đó bắt buộc công ty nó phải dạy rồi. Đi chơi hẹn hò lúc nào? Thì từ 7 giờ là anh em rảnh rồi. Để chơi tới mấy giờ cũng được hết. 7 giờ đủ. Nhưng mà thích buổi tối em bận hay chị đánh buổi sáng? Giờ khoảng thời gian đó như thế nào? Anh nghĩ ngày thứ 4. Thì mình có thể dành cho nhau ngày thứ 4. Thí dụ ta thích đi chơi ngày thứ 5, sáng thứ 5, 6 giờ sáng. Nếu như vậy đó thì cũng khó cho em. Ngày hôm đó là sinh nhật của bạn ấy thì sao? Nếu 6 giờ sáng thì em chạy sớm, em chạy qua được. Chạy qua được bao lâu? Thì người ta quan trọng cái tình cảm họ dành cho nhau thôi, chứ không phải thời gian bao nhiêu ít nữa. Yêu cầu có mặt nói những vài câu nào cho ngọt ngào là... Nói sao nè? Ví dụ nói sao nè? Sáng em cầm bó hoa chạy qua, em quỳ xuống em cầu chúc em sinh nhật vui vẻ. Được. Đó mà tự tạo ra chị nhiều. Đúng rồi, nhiều, cái vô đây được nè. Sáng hồ hởi, 6 giờ sáng chạy qua, quỳ xuống được không? Hay, làm thử ra. Làm thử ra. Từ từ bình tĩnh nha chú. Anh hy vọng anh sẽ được quen em. Có gì chứ lãng mạn chứ. Trời, ai nói không lãng mạn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định nha. Nút này. Nữa. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Hôm nay rất là dễ thương. Chúc không chặt tay nào. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tới quận 9 để dự tiệc ha. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian lãng mạn bên nhau, quỳ gối tặng hoa ha. Bây giờ Hung cái đầu tiên cảm nhận thế nào? Nhớ ấn tượng ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất. Đúng rồi. Đó. Quá tuyệt vời. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các thương hiệu áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau thật chặt và đưa nhau đi xem phim, tìm hiểu nhau, ra cầu ánh sao. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá, em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm nha. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi, anh đừng làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đó, trời dễ thương vậy không. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại thì em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm với mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là cái nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng,
Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Sửa máy lạnh được không? Điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á, người khách hàng người ta cãi á, mình cãi lại luôn, mình cãi lộn lại luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ, em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, chủ la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy, nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi được chuyện. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chứ đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là thích bạn trai, nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này nhờ mua cái kia gửi về, rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á, mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần như nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em, vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết, đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Được không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ cũng có, khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lại nằm bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm đó, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê ha. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ, dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi bên kia anh Quỳnh Linh, anh kiểm tra giùm cho em.
Cao hơn em cao 12 cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói hói. Em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây trời, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau chứ hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh đây lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm. Hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả? Đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai. Uống. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Rồi, nghe hỏi tôi nghi luôn. Rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em cũng thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm vậy, mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9. Nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ, em đến đây với ba em. Em chờ bán, em chờ bán. À, rồi, chào chú. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm. Do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy nát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Ba hỏi câu vậy thôi, ba kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Chập rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổi chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm đất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt anh, chị. Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu, em bị đau đâu. Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thử sao được không chị? Không phải thử được, có khỏe không chứ? Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi.
Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi chừng nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chừng tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chắc sẽ chia vô về, để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ chứ em... Em cảm nhận chị. Em đơ chứ em cảm nhận gì, em nói chị nghe coi em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Và em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu giùm em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không muốn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi bạn.
Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu từ trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bảo tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mà thêm 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen dạ. nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, hôm nay đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ em. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang luộm thuộm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em 2 lần tắm mới tiếng á chị. Ra tóc, tai, quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba mẹ không, ở không riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn.
chị bạn rồi. Dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc thì ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn rồi. Nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây không anh? Nó là người gắm cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Dạ. Nếu mà mình hẹn hò á thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch? Dạ, em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên trái, tay trái hoặc nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toán lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi bạn nữ hãy hát lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em thấy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn lẫn nhau, dẫu mãi về đâu. Nệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi phải thả ra về bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn đi, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn, đồ vậy đó. Còn sao?
Kể gì mà rối ngọt ngào nó hiểu gì chưa cái rõ. Ngọt ngào nó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Nói thì nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động này. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Là sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi chàng trai. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì có lẽ phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Dạ, cái chào cô. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ xíu nữa là em sẽ trở lại. Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ đã đầy đủ hết. Mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em gái giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả. Em tên là Thanh Phượng, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Long An. Việc làm hiện tại của em là nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm tại công ty bánh kẹo Atango ở quận Bình Tân. Rồi mời bạn trai. Dạ, và lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Tường, bạn gái xinh đẹp bên kia và toàn thể quý vị khán giả trong phim trường ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Rồi, ngồi xuống đi em. Dạ em tên là Nguyễn Công Dự, năm nay em 26 tuổi. Dự 26 tuổi. Dạ. Làm quê em người miền Trung. Trung là đâu? Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi. Dạ. Dự làm nghề công việc gì? Dạ hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Em là nhân viên tài xế của công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì tiếp thu và nắm bắt công việc rất tốt, nhanh nhẹn và hoạt bát trong ăn nói. Và điểm yếu của em thì tính tình hay quên. Hay suy nghĩ về vấn đề nào đó mà mình căng thẳng rồi rất là nản lòng. Mời bạn gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ ưu điểm của em là nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Còn về nhược điểm là em hay quên và dễ xúc động. Thì em thường xem những cái clip video về gia đình tình cảm thì em thường khóc trước người ta. Mình coi người ta chưa khóc là mình khóc rồi đúng không? Dạ. Về tình trường thì sao? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Dạ, thật sự thì trong thời gian đi học thì mình cũng có thích vài người, nhưng mà dạng như là tính chất ngưỡng mộ, thấy người ta giỏi mà mình muốn như người ta vậy đó. Nhỏ tuổi hơn em không thích, em chỉ thích lớn tuổi hơn thôi. Không có mối tình nào hết, còn giữ mấy mối tình? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi. Dạ. Mối tình mới đây nhất là mối tình gì? Dạ, mối tình mới đây nhất là khoảng 3 năm. Tại sao chia tay dữ? Dạ, thì cũng mối tình đó, hồi đó thì em cũng còn nhỏ tuổi và cũng chưa suy nghĩ chín chắn. Nên trong khi học xong bước ra đường làm việc bươn chải thì lo cho cuộc sống gia đình, mình lo ổn định gia đình rồi mình mới suy nghĩ tới mình. Khi mà làm tài xế thì dự làm gì? Dạ, em đã từng làm nhân viên tại một labo răng của công ty công nghệ răng thời đại. Rồi làm gì nữa? Trong khi đó thì em cũng
cũng vừa đi làm mà vừa tối về thì em cũng hay hoạt động kèo kéo hát rong ngoài đường phố. Hát kèo kéo dạ, hả? Cũng từng làm MC trong cái chương trình. Trời dễ thương quá. Dạ. Tối về đi hát kèo kéo một dạ. mình bạn có ai dạ, không? Dạ một mình em, một cái loa, một chiếc xe và một chỗ kẹo. À. Dạ. Thôi bây giờ hát một bài cho nó vui lên nào. Dạ. Cho cuộc đời vui nó thì không em gửi bài hát này cũng là tấm chân tình thì dạ, em xin phép phát bài ngẫu hứng lý qua cầu. Rồi mời em. Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu mùa mưa, cầu tre dấu khó đưa sâu. Bằng lòng theo anh xưa mãi đành nghèo về quê, người dân chỉ có tâm lòng, có chỉ xuồn ba lá để yêu em. Rồi. Bạn gái cảm nhận về câu chuyện của bạn trai vừa kể như thế nào? Dạ, bạn chân thật và cố gắng tìm cho mình công việc để sống. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai đó phải cao hơn em một cái đầu. Tóc phải cắt có ngắn gọn gàng, không dùng tóc. Da thì đừng có đen quá mà cũng đừng có trắng quá. Không rượu bia. Không rượu bia. Dạ. Em trai có dạ. rượu bia không em? Dạ thì lâu lâu cũng có xã giao đám cưới đám tiệc với bạn bè một chút xíu. Và cỡ nhiều nhất thì cỡ 5 lon bia là xỉn. Rồi. Dạ. Dạ giống như xã giao thì vẫn được chị. Không hút thuốc. Dạ em không có chịu được mua thuốc lá đâu. Có hút thuốc không? Dạ không em hút thuốc chị. Rồi tốt quá. Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ một nửa của em là chỉ biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép với gia đình là em thấy quý rồi, em thấy là hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Như đó thôi đúng không? Dạ chú không mong gì hơn. Dạ. Đến quan xem đàn gái thế nào nha. Dạ dạ. Ai, dạ chào cô gái dễ thương. Em cảm ơn. Anh thấy em cũng hiền đó. Nếu bây giờ bên đây gọi là muốn bước tới thì khoảng bao lâu? Dạ 3-4 năm. Dữ vậy hả? Tại vì em cũng muốn ổn định cái tài chính của mình. Chờ nổi không dữ? Dạ có thể sớm hơn cũng được. Sớm mà 3-4 năm thì em cố gắng chờ đợi nhưng mà tới đó mà hai người về yên với nhau mà muốn thì chắc được. Về vấn đề về tài chính thì em đảm bảo em sẽ lo được trọn vẹn cho gia đình và lo được cho tất cả hai bên gia đình. Em sáng đi lấy xe, chiều tối còn làm thêm nhiều việc, lái thêm nữa. Tức là một cái người hết sức là nỗ lực trong cuộc sống. Anh nghĩ là được đó, rút ngắn thời gian nha. Dạ. Rồi. Nếu như mà kết hôn thì mình sẽ sinh sống ở đâu ha? Dự em định lập nghiệp ở đâu? Dạ em thì hiện tại lập nghiệp và nhà cửa em ở Bình Dương. Coi như là làm dâu đúng không? Dạ không làm dâu thì cũng được nhưng mà thì tại vì là chỉ có mẹ già thôi, nhà cửa thì mẹ cũng có tính cũng dễ dàng nên có thể làm dâu cũng được. À, người đó không chịu làm dâu thì em vẫn có thể theo người đó. Trời ơi đâu dạ. mà dễ thương hiền lành quá gì không biết nữa. Rồi thật sự là có cái điều gì mà em ngại ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ không? Dạ thì người phụ nữ thì ngăn nắp gọn gàng xíu, biết chăm lo cho gia đình một chút là em cảm thấy là ok rồi. Công việc của bạn ấy thì có cũng được không có cũng được, em sẽ đảm bảo em lo được. Nuôi nổi không mà dám nói chắc cú vậy? Dạ thì em trong sức lực của em sẽ lo tất cả. Trong sức lực em mà dạ. lo được hết. Dạ. Ok, chị thấy một người đàn ông có chí cầu tiến như vậy và sẵn sàng yêu thương vợ con, làm hết để cho vợ được thoải mái nhẹ nhàng là chị thấy cũng là khó tìm đó em. Dạ. Ăn thua hôm hai bạn mình ha. Mình sẽ khảo sát ý kiến gia đình nha. Dự đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và em gái của em. Dạ. À rồi chào cô, chào em gái. Dạ, dạ. Chào cô. À, xin chào MC Cát Tường với Quyền Linh. Dạ. À, đến đây để thứ nhất là cổ vũ, thứ hai nữa là chọn một nàng dâu tương lai. Cô thấy dâu tương lai vậy được chưa cô? Thì thấy là cháu bên đây thì cũng rất là dễ thương, hiền. Nếu mà thật sự mà được đến vừa dự thì hai đứa cũng rất là hiền, dự hiền lắm mà dự rất là thật thà. Dạ. Con thấy chị dâu tương lai sao con? Dạ con thấy chị cũng được, cũng xứng với anh hai con. Theo tiêu chí của hai người là hợp với nhau ạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gia đình nha. Em đi với ai? Dạ, em đi với cha mẹ và hai chị họ. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý khán giả trong khán phòng. Mình là Quỳnh Ngọc Trí, năm nay 47 tuổi. Mình nhận xét về bạn nam thì bạn nam thấy cũng cao ráo, gương mặt thì cũng có hậu, hiền thì nói chung thì cũng được.
Nếu mà bên đàn trai bước tới, bên đàn gái có chịu không? Cái đó thì mình thì đồng ý, nhưng mà quyết định là do con. Rồi, con chịu là mình chịu ha. Ok. Rồi, cảm ơn gia đình. Rồi. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo rào. Anh xin tặng em hoa. Dạ, và cảm ơn. Anh cũng ăn nói thì cũng không có hay lắm, thì anh xin gửi cho em một vài câu hát dạ, để tỏ tình với em, và bài hát Làm Vợ Anh nhé. Em mong nhận cho. Dạ, em cảm ơn. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi, bắt đầu trò chuyện nha bạn. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh thật thà. Hiện tại là em tên Phượng và em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Tân anh. Ồ, vậy cái thời gian mà mình tiếp xúc với nhau chắc là thì anh hơi xa. Thì công việc sắp xếp của anh á, thì anh có thể sắp xếp cho em là ví dụ như ngày Chủ Nhật. Thì em có thấy hạn chế quá không? Dạ không, theo em cũng bình thường. Tại vì trong tuần thì có thể là em tăng ca nên chỉ gặp chắc là chỉ có cuối tuần thôi anh. Nếu mà có cơ hội thì sau này anh sẽ cố gắng vun đắp và che chở cho em. Rung lắm hả em? Dạ rung. Sao ngồi nhúc nhích liên tục vậy? Hít thở sâu vào. Thôi bạn gái hát tặng bạn trai một bài cho bạn trai đỡ rung đi. Thấy bạn trai rung lắm rồi đó. Dạ, em có chuẩn bị bài hát mà có em chờ. Em sẽ hát một đoạn. Chắc là phải dở. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười câu môi, cách anh lặng lẽ ngồi, người nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Ngồi kia nếu có khao khăn qua về nhà anh nhé, có em chờ. Anh hỏi nè, khi mà hai đứa về nhau rồi có con thấy không, rồi tiền phòng trọ nè, tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ tiền hết nè, vậy thì em làm đi lái xe sao đủ, rồi làm gì nữa? Dạ không, nhà cửa em Bình Dương này nọ nó đầy đủ hết, mọi tiện nghi nọ trong nhà là đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Nên khỏi phải lo về vấn đề kinh tế, tại vì bây giờ làm ăn sinh sống là tạo lên một cái sự nghiệp vững mạnh thôi, chứ còn kinh tế mà lo nan chỗ ở là em sẵn sàng hết rồi. Con nghĩ mình phải mua chiếc xe nào đó để mình chạy riêng cho mình không? Dạ có. Đó, ví dụ như thế. Dạ. Thấy không? Bây giờ bạn nam bước tới đi. Bạn nữ là chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay bao giờ. Em hãy thử để cho bạn nữ kiểm tra lại cái cảm xúc của mình, nắm tay bạn ấy và nói những cái gì thật lòng nhất, rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Trên phải được phép nắm tay em nhé. Dạ được. Nếu có cơ hội thì em xin em cho anh cơ hội để mà anh gắn kết hai đứa mình đến hết đoạn đường còn lại. Anh mong là em sẽ cho anh cơ hội tốt nhất. Dạ. Dạ, xíu nữa là em sẽ trở lại. Rồi. Một chàng trai rất là chân thành, vẫn có sự rụt rè. Một cô gái cũng khá là kính tiếng, khó có thể nhận biết được cô đang nghĩ gì. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định đó. Hãy nhắm mắt lại và quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay đi vậy. Hả? Cặp này tôi nghĩ rằng là họ có gương mặt phu thê lắm đấy. Rất là hợp lý luôn đó. Cảm giác thế nào hả Dự? Dạ, cảm giác vui và hạnh phúc. Vui hả? Dạ. Em nói gì với gia đình của Phượng đi. Dạ, con xin chào hai bác và xin phép cho hai bác cho con được cơ hội để đến với Phượng và làm quen với Phượng. Mong hai bác cho con cơ hội. Đó, hai bác gật đầu rồi. Xin hai bác cho một nụ hôn đầu tiên nhé.
Dạ, xin phép hai bác cho con được phép hôn trên trán bạn một nụ hôn đầu tiên của bạn. Em đồng ý không? À, dễ thương lắm. Chiếc vé xem phim để giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Ở cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng.